Cầm M60 lấy top 60 đi anh. Nghĩ sao vậy? Phai có 50 hàng à. Mà nghĩ sao khi tôi cầm cây M60 lấy top 60? Không có đâu ha. Có ở nhà không Bảy ơi? Thằng nào đó bay? Trời ơi, con hàng lậu đầu ngõ nè. Qua đây làm cái quần què gì mày? Thì qua đây thăm ông Bảy chứ làm cái gì. Ủa mà cái gì nằm trên bàn đẹp dữ ông Bảy? Đây là cây M60 mạ vàng, trên thế giới chỉ có một cây thôi. Trời đất ơi, mạ vàng mà ông Bảy dám để giữa nhà nữa hả? Để con qua con coi cái được không? Chim ngưỡng đi con, để tao đi lấy nước cho mày uống. Cái này là mượn chứ không có ăn cắp bà nha, xài xong là trả liền. Bây giờ cái ad của đồng đội là xưa rồi, giờ phải cái ad của địch mới gọi là siêu cấp VIP bà gồ. Ở chỗ này có thằng ngu nào đặt bom keo nữa, chắc chắn là có người rồi. Tới công chuyện mày rồi, sao mà chống lại cái hàng mạ vàng của ông Bảy lựu đạn? Không được rồi, còn có một thằng thôi, phải dùng tiền kỳ cuối rồi. Mày hãy nhận lấy chiếc quần này. Trời ơi, cái quần mới có hơn tháng chưa giặt chứ nhiêu.